Do I get frostbite? Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thuyết Mét Channel. Đây, trong quá trình mà mình đi kiếm cái kho báu ở phế tích Phong Long thì mình sẽ gặp một cái khiêu chiến. Có thể nói đây là cái khiêu chiến khó khăn nhất Genshin Impact từ trước tới giờ luôn. Đối với tình huống là chơi đơn. Cái thử thách này nó cho phép mình chơi chế độ nhiều người, nhưng mà hồi nãy mình có thử rồi, nó bị lỗi. Khi mà bạn bè vô thì mình không có mở được khối khiêu chiến, cho nên mình phải đánh solo. Và cuối cùng này là các bạn sẽ bị ăn hành sắp mặt luôn nha. Đây, cái thử thách đó nó có 3 con phù thủy, 3 con phù thủy, 2 con thủy, 2 con nước, 1 con băng. Nó đánh hiệu ứng rồi nó làm bạn khó chịu lắm, đúng băng bong bóng tùm lum luôn. Nhưng cái đặc biệt nhất đó là nó thời gian nó quá ngắn, nó chỉ có 18 giây thôi, không có kịp. Thì nãy giờ mình đánh fail cũng có chục lần này, nãy giờ bị hành rất là nhiều. Bây giờ là rút ra kinh nghiệm rồi. Thì muốn qua được cái bí cảnh này á, qua được cái khiêu chiến này á, các bạn phải có con băng. Băng để mà phá cái giáp của hai con thủy cho nó nhanh lên. Đó, chưa? Xong rồi dùng hai con hỏa kết liễu. Thì mấu chốt của cái chỗ này là bạn phải phá giáp nó thật nhanh thôi, phá cái khiên của nó, cái shield của nó. Mình muốn cho nó ăn thì mình cắn luôn tiên giấy tường. Rồi xong. Nhìn đơn giản chứ nãy giờ cũng mất nửa tiếng nha. Rồi, phần thưởng là 5 cuốn sách cũng được. Xong nhưng mà nó còn cái kia, kia này nó không có cho mình nguyên thạch. Các anh em nào mà khó khăn quá thì làm theo phương pháp của mình nha, ăn tương cắn tiên giấy tường, rồi cắn bình thuốc vô, nếu mà hỏa thì cắn thuốc hỏa vô quất. Ít nhất phải có một con băng nha các bạn, một băng phá cái khiên của con nước cho nó nhanh. À, các bạn cho chơi kiểu chắc cú thì hai con, như mình chơi chắc cú luôn, cái da ở trong dương. Ok, bye bye anh em, chúc mọi người chào.